Hình như là Trường nhớ là Trường có đánh với bạn tập với bài nhạc bài một bài là bài chọn đời yêu em mà không ta? Bài này, ok. Trường hát một bài bằng tiếng Trung được không ạ? Quý vị đây có ai nói được tiếng Quảng Đông không ạ? Không ạ. À, giơ tay cho Trường thấy ạ. Cái này tiếng Quảng Đông à? À, tiếng Quảng Đông nó giống như là đi hổ hổ á, là khỏe không? Nếu mà khỏe đó là hổ. À, dì cho mọi tất cả một chân sầu, chỉ sửa đi sang cái này cháu, một chân chân bầu ấy. Thank you.
tiếp cho cô ấy. Vừa rồi chuyện nhắn tin Quảng Đông thì nó chắc cũng ai hiểu đúng không ạ? Thật ra tin Quảng Đông thì nó cũng dễ lắm, tại vì trong chuyện nghĩa là trong phía Nam, trong Sài Gòn thì rất là nhiều người Hoa sống đó, và người ta đa phần nó bằng tin Quảng Đông. Tin Quảng Đông nó cũng gần gũi và mọi người cũng nhiều khi đi ngoài gặp nhau rồi cũng nói chuyện ăn uống, có khi nó bằng tin Hoa. Rất là dễ nói, chẳng hạn như nếu mà nó là hôm nay bạn có khỏe không, thì nó là cảm nhận để hôn hổ, cảm nhận hôm nay nị là em hôn hổ là có khỏe không. Rất là dễ đúng không? Chị nhớ không, là chị sang Hồng Kông thì đi biểu diễn bên đó thì lúc đó Trường đang cũng đang nói tiếng Hoa, thích nói tiếng Hoa nhiều. Cái thị Trường gặp một cô gái trong ngân hàng đó, lúc đó Trường đi vào đổi tiền để có tiền xài, thấy bạn ấy cứ nhìn Trường cười hoài, biết tại sao. Cái Trường mới nói với bạn ấy là tiếng cài nị mò mò nị siêu lên đấy, tại sao em nhìn anh em cười không? Cái gì đi mò 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 thì có sống thì nó hổ phai á, cái này là mỗi lần mà em nhìn anh á, trái tim anh nó đập nhanh lắm. Mình biết sao rất là sớm như vậy, nhưng mà cái mình nói tập nói chứ nói cái câu nào mình nhớ nói là mình nói thôi. Cái Trường mới nói bạn đó là cái bạn ấy gọi là này hay biết tù lì, đó là bạn từ đâu tới. Cái Trường mới nói là ngọ mày hết con dành, tôi không phải là người Hoa, không phải là người Hồng Kông, ngọ mày oi cọt dành, tôi là người ngoại quốc, đi ca với ngộ tâm ta. Nghĩa là nếu mà nói là nị là em, cao là dạy, biển ngộ là cho tôi, là nị cao biển ngộ tầm thấp là em dạy em cho tôi nói được không? Thế Trường nói sai, không phải Trường cố tình nói sai, cho nói là thay vì nói là nị cao thì nói là nị ca, nị ca biển ngộ, cái nghĩa nó khác, nghĩa là em gả cho được không? Quỷ quái quá. Nhưng mà Trường nghĩ ngoại ngữ nó cái gì đó rất là thú vị và cũng rất là vui ạ. Và Trường thường đa phần các ca sĩ rất thích hát những cái ngoại ngữ, bởi vì họ có cái năng khiếu bắt chước rất là nhiều. Và bây giờ thì